Xin chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh Thương MC Channel. Sau tin đồn hẹn hò, Son Ye-jin và Hyun Bin bất ngờ tránh mặt nhau tại sân bay. Dù cùng bay đến Mông Cổ để khởi quay cho dự án phim mới lần này, song cả Hyun Bin và Son Ye-jin đều hạn chế tương tác với nhau và có phần tránh tiếp xúc với nhau và tránh tiếp xúc với cả truyền thông. Vào sáng 17 tháng 9, bộ đôi Son Ye-jin và Hyun Bin cùng có mặt tại sân bay Incheon để bay sang Mông Cổ ghi hình ngoại cảnh cho bộ phim Crash Landing on Mars. Trong những bức ảnh ghi lại được, cả hai đều hạn chế tương tác với đối phương để tránh những tin đồn không hay xảy ra. Trước đó, Son Ye-jin và Hyun Bin từng hợp tác trong phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử vào năm 2018. Đến đầu năm nay, cả hai bị bắt gặp cùng đi mua đồ trong một siêu thị tại Mỹ, dậy lên những nghi vấn chuyện tình cảm hẹn hò của cả hai. Ngay sau đó, đại diện của cả hai nghệ sĩ đều lên tiếng phủ nhận và cho biết họ chỉ là bạn tốt của nhau và việc gặp gỡ tại Mỹ chỉ là tình cờ.